Căng quá. Nay bản làm gì? Mời bạn người múc bang. Mì trộn cá viên chiên nước mắm. Sorry mấy chế yêu của em, từ bữa giờ em hơi bận nên là chưa có làm clip mới. Sau một tuần vắng bóng thì em đã quay trở lại rồi nè mọi người ơi. Trời ơi mọi người thấy cái mẹt mì đã không? Đây cái viên chiên nước mắm nha. Hôm nay là em sẽ ăn chung với lại mì trộn cay. Ăn thôi. Viên chiên này là người ta cho thêm vô chua nó này ăn ngon đó chị. Ăn trước nha. Chấm lên. Mì trộn nha. Cái mì nó cay mọi người. Vô chua đây ngon. Cái này sao đi. Cay quá. Nè chạy cái đầu đủ. Cái này á là trứng cút, chả cá trứng cút. Chả cá trứng cút. Thôi. Thanh cua. Mọi người muốn bảo ăn thêm món gì thì bình luận cho bà biết với nha. Bye.